Chào mừng các bạn quay lại với môn học Thiết kế và lập trình web kinh doanh 1. Thì trong bài này chúng ta sẽ đi sâu vào uh, giới thiệu về lịch sử mạng internet. Thì chúng ta lưu ý là mạng internet uh, ra đời từ năm 1969 đó là mạng giữa các trường đại học. Sau đó nó phát triển dần uh, cho tới ngày nay thì đối với Việt Nam mình uh, thì internet chính thức có mặt vào tháng 11 năm 1997. Còn bây giờ thì phát triển như vụ bão rồi, hầu như tất cả mọi người trong đất nước Việt Nam mình đều có thể tiếp cận được với internet. vấn đề là chỉ cần có tiền và có điều kiện là được rồi Thì trước mặt chúng ta là chúng ta có một cái slide tổng quan về lịch sử mạng internet từ thập niên 60 cho đến thập thập niên 2000 đến bây giờ ha. Từ năm 1960 là bắt đầu phôi thai có này ha. Nó phát triển dần cho đến những năm 70 rồi đến năm 80, năm 90 và các nó năm 2000. Như vậy thì hiện nay um, nó phát triển như vũ bão như vậy thì bức tranh tổng quát của nó là gì? Thì ở đây uh, thầy có tham khảo một cái um, infographic trên mạng, thầy thấy rất là hay ha? họ thống kê từ khi internet ra đời cho tới năm 2018 thì bây giờ chúng ta cùng xem uh, để chúng ta có một cái nhìn tổng quan về cái phần lịch sử như vậy khi em nhận được slide thì em thấy cái mũi tên này, cái bàn tay này em em thấy cái hình này không em chỉ cần double click vào nó thôi ha. Sau đó em bấm uh, open, em mở lên thì đây có một hình này nó rất là dài, to ha, thì ngõ ha, này thì scroll lên ha. đi sơ qua như như là là không cần học thuộc mấy này làm gì ha. Chúng ta biết nó để để chúng ta nói chuyện cho nó nâng cao cái cái sự quý phái của chúng ta lên thôi chứ học web xong mà mà hỏi cái nó ra đời năm nào không biết thì cũng hơi kỳ ha. Nhưng mà đi làm thì không ai hỏi cả. Rồi, chúng ta thấy ha, theo cái infographic này thì gì, bắt đầu từ năm 1969 bắt đầu internet à, ra đời trên thế giới ha, nó phát triển từng cột mốc cho đến năm 1974 này, ha. IEEE, em thấy không? Rồi đến 1981 ra cái giao thức là TCP/IP, đến 1982 ra cái mạng WAN, à, rồi đến 1983, ha. rồi đến 1984 này, đến 85. 86 là bắt đầu là là nó xuất hiện về cái khái niệm về email ai còng anh thấy không? 1987, 1988 vân vân. Cho tới bắt đầu gì? Năm 1991 là bắt đầu có một khái niệm đình đám ha. Đó là World Wide Web ha. www bắt đầu là ở đây là chúng ta bắt đầu với kết nối và có thể giao thương trên mạng được với nhau trao đổi thông tin trên mạng và cụ thể những cái năm đó người ta nói đến người ta nói tới internet thì người ta coi như là nói tới yahoo biết là có vào mạng chưa là người ta không hỏi vào mạng chưa mà người ta nói vào yahoo chưa tức là người ta định với yahoo coi như là mạng và mạng là yahoo giống như bây giờ mà vào facebook chưa vậy đó à, vào facebook chưa chúng là vào mạng chưa đó hay là chiếc xe máy chiếc xe xe máy chung những chiếc xe honda thì những cái xe honda mặc dù chúng ta đi xe nào mặc sát xe quay hay là airplane hay là sh vân vân họ chỉ nói là có xe honda không tức là đặt tên chung như vậy rồi đến năm 95 thì bắt đầu có thương mại điện tử ha, Amazon Rồi đến năm 98 bắt đầu Google ra đời ha, Bắt đầu là là ông lớn bắt đầu phôi thai ra và phát triển rực rỡ cho đến bây giờ ha. Rồi đến năm 2003 bắt đầu các khái niệm về blog bắt đầu phát triển rầm rộ Và nó duy trì cho tới ngày nay mà vẫn còn đem lại giá trị của nó Rồi đến năm 2004 đó là đánh dấu mạng xã hội đình đám nhất thế giới hiện nay đó là Facebook ra đời rồi đến năm 2005 đấy là YouTube ha hầu như tất cả người dùng internet chúng ta đều dùng YouTube chúng ta xem phim là chính ít khi mà chúng ta lên chúng ta học hành trên đó lắm chỉ lâu lâu có những người chuyên ngành chúng ta tìm kiếm trên đó thôi nhưng mà đa phần hầu như là người ta thống kê là giải trí trên đó ha rồi 2006 thì bắt đầu mạng cái các tin nhắn ngắn như là Twitter ra đời rồi 2014 bắt đầu là ra một cái giao thức mới về bảo mật HTTPS rồi 2016 là bắt đầu là chữ G uh, ra các um, về AI liên quan AI của nó ha. và 2018 thì bắt đầu các khái niệm về chatbot rồi sau đó gì năm ngoái vừa rồi á 2019 ta đi đâu ta nghe cái gì ngoài chatbot ra chúng ta nghe um sùm về blockchain um sùm ha rồi rồi trí tuệ nhân tạo rất là nhiều đó thì đây là cái thống kê của họ đến 2018 và trong 2019 đến 2020 thì, thì chúng ta cũng biết rồi bắt đầu về về chuyển đổi số rồi về trí tuệ nhân tạo lại ngày càng phát triển hơn rồi đây chính là cái infographic về tổng quan về lịch sử phát triển của internet thì chúng ta cũng nên tham khảo sơ qua để chúng ta biết được là nó sinh ra và phát triển tới đâu và hiện nay chúng ta đang đứng ở đâu trên bản đồ internet của thế giới để chúng ta tiếp cận họ gần hơn để giúp chúng ta phát triển kinh doanh tốt hơn chúc em thành công hẹn gặp các em ở bài học tiếp theo à, đó là bài các khái niệm cơ bản về mạng và internet